Xin chào tất cả các anh em đã trở lại với Hacom. Dạ vâng, như anh em đã biết đó thì bây giờ đã là tháng 9 rồi. Các sĩ tử đã đỗ đại học, các anh em cấp 2, cấp 3 đã trở lại với trường học. Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn là một bộ PC back to school đúng không nhỉ? Đó là lý do tại sao mình làm video này. Một video hướng dẫn anh em build một bộ PC trong khoảng tầm 31 triệu, 30 triệu để anh em có thể thỏa mãn được cái nhu cầu gọi là giải trí này, làm việc và học tập một cách thoải mái trong khoảng tầm từ 3 tới 5 năm tới. Dạ vâng, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Điều đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị đó chính là chiếc mainboard. Ở đây mình có đó chính là chiếc mainboard Gigabyte B60M D2V. Mình chọn chiếc mainboard này tại vì đơn giản là đây là một chiếc mainboard có hiệu năng ổn này, có tổng cộng là 6 cổng USB và 2 khe M2 lẫn, và một bộ VRM tương đối là ổn áp để cho anh em lựa chọn. Vâng. Điều tiên chúng ta cần là bỏ túi chống sốc ra, đặt túi chống sốc lên hộp và đặt chiếc main lên hộp. Tiếp tới đó chính là CPU. Khi mà anh em lựa chọn CPU thì đa số anh em sẽ lựa chọn i3, nhưng mà mình muốn đây là một bộ PC gọi là toàn năng mà với một mức giá ok, thế nên là mình đã chọn CPU i5-11400, một CPU được đánh giá rất là cao trên thị trường bởi các reviewer và tất cả mọi người. Để lắp CPU thì đầu tiên chúng ta cần phải nâng cái cần cạp ở trên socket lên hết mức để cho cái socket có thể mở ra, và tiếp theo đó chính là ướm cái CPU vào. Chúng ta có thể sử dụng hai cái khe ở trên CPU tương ứng với cả hai cái G ở trên socket đây, và hoặc là sử dụng cái tam giác ở nằm ở trên socket này đó. Đặt một cách nhẹ nhàng vào thôi để đảm bảo không bị tổn thương, không gây gọi là gây một chút tổn hại nào với cái socket của chúng ta. Tiếp theo đó chính là đặt cái socket xuống để đảm bảo rằng cái khe này, cái khe của socket có thể đi vào cái ốc này, đưa cái cần xuống và cài vào đây. Lúc đó thì cái gọi là cái che socket sẽ bật ra và anh em cất cái này vào trong hộp min. Tiếp theo nữa đó sẽ là quạt tản nhiệt. Vì do mình đang gọi là hướng tới cái budget của mình là khoảng tầm 30 triệu nên mình sẽ dùng quạt tản nhiệt cơ bản mà thôi, tức là quạt stock của Intel. Nếu mà anh em không thích thì anh em có thể sử dụng quạt CR1000 hoặc là con Cooler Master Hyper 212. Những cái quạt đấy sẽ đem lại những hiệu năng tốt hơn, hiệu năng cao hơn. Nhưng mà do là mình đang bị giới hạn về số lượng tiền nên là mình chỉ có thể sử dụng quạt Intel mà thôi. Rồi, ok. Để lắp quạt Intel thì đầu tiên anh em phải đảm bảo rằng tất cả những cái chân quạt này đã được nâng lên hết mức và xoay hết chiều về hướng mình gọi là theo chiều đồng hồ. Và hãy xoay chiếc quạt để đảm bảo rằng dây fan của chiếc quạt này có thể cắm vào dây fan ở trên main đây. Rồi, sau khi ướm mình xong thì chúng ta hãy đặt vào những cái khe có ở sẵn trên main này và đặt xuống. Sử dụng lực theo chiều hướng chữ gọi là chéo nhau. Đó. Và đó, khi có những tiếng cạch như vậy là anh em đã thành công cho việc lắp gọi là quạt CPU rồi. Và điểm cuối cùng đó chính là chúng ta cần phải lắp cái dây quạt vào thì quạt mới chạy chứ đúng không ạ? Tiếp mục tiếp theo của chúng ta đó sẽ là RAM. Ở trên tay mình đây đó chính là chiếc RAM gọi là XPG GameX D10. Và như anh em đã biết rồi đó, với CPU thế hệ thứ 11 thì đã hỗ trợ bus RAM cao hơn. Và đây đó chính là một thanh RAM bus 3000, một sự cân bằng về giá tiền và hiệu năng. Để lắp RAM thì điều đầu tiên chúng ta cần đó chính là mở hai cái lẫy ở trên mainboard ra. Và chúng ta hãy cùng ướm vào cái khe có sẵn ở trên RAM này và một cái G có sẵn ở trên cái thanh RAM ở đây. Rồi, sau khi đã thành công thì anh em từ từ đặt xuống và đặt xuống, dùng lực để đẩn thanh RAM vào. Sau khi mà hai cái lẫy của thanh RAM đẩn vào, tức là anh em đã ok trong việc lắp RAM rồi. Bước tiếp theo của chúng ta đó sẽ là lắp ổ cứng. Ở đây mình sẽ có là ổ cứng SSD M.2 phiên bản 500GB đến từ Western Digital, đây là phiên bản Blue nhé. Để lắp SSD thì trên các mainboard M.2, để lắp vào khe M.2 thì trên các mainboard sẽ có, họ sẽ cung cấp những cái ốc M.2. Nhưng mà may mắn sao ở trên chiếc mainboard này đã gọi là họ sẽ đã có một sẵn một cái gọi là xem nào, một cái cài bằng nhựa để anh em không cần phải gắn ốc gì cả. Điều đầu tiên anh em cần làm đó chính là gỡ cái thanh cài này ra, và tiếp theo là gắn SSD vào thanh theo một hướng chéo. Nhớ là anh em hãy lắp màn này ở lên trên đó, có xuống như này, lắp vào. Sau khi lắp xong anh em để ý đó sẽ là cái thanh SSD này nó sẽ hơi bị nhường lên một chút. Điều tiếp theo chúng ta cần làm đó chính là đặt cái SSD xuống và cài lại cái thanh nhựa chặn ở đây. Rồi, mình có ở đây đó chính là vỏ cây Aorus C300. Và đây là một vỏ cây có những tính năng rất là hay, ví dụ như là hai cổng USB 3.0 ở trên đầu này, có cả một cổng Type-C và một đầu HDMI cho những em nào chơi VR nữa. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn có đó chính là cái khe để dựng cạc lên nếu anh em mong muốn mà thôi. Để chuẩn bị vỏ cây chúng ta cần sẽ bỏ là hai cái mặt của chiếc vỏ cây này ra.
Cái vỏ này thì hơi kỳ thú một chút, đó chính là chúng ta phải kéo ra đằng sau để có thể lấy ra. Rồi. Cái vỏ, cái mặt kính này thì anh em sẽ cần phải cất vào trong hộp cây, chứ không thì nếu mà anh em đụng vào hoặc làm rơi là vỡ tan vỡ tành đấy. Để lắp đặt mọi thứ một cách dễ dàng trong vỏ cây thì mình khuyên rằng anh em nên đặt vỏ cây nằm xuống. Đó. Tiếp theo là mình sẽ lắp quạt. Dạ vâng. Ở trong bộ PC này, ở trong cái vỏ cây Aros này thì được tặng sẵn cho chúng ta là hai quạt ở phần trên và mặt sau. Nhưng mà bây giờ mình sẽ lắp thêm, đó chính là ba quạt Coolmoon E1. Mình biết rằng đây không phải là quạt có hiệu năng cao hay là lực gió cao, nhưng mà đèn RGB của nó khá là đẹp và mức giá của nó chỉ có trên 100.000 một quạt mà thôi. Rồi, để lắp quạt chúng ta cần phải gỡ bỏ cái tấm front panel ra. Sau khi lắp quạt xong thì chúng ta sẽ cùng gắn, đó chính là những dây front panel vào. Ở trên một cái mainboard thì có rất là nhiều những cái dây khác nhau, những cái cổng cắm khác nhau. Nhưng mà ở trong vỏ cây này chúng ta sẽ cần để ý, đó chính là cổng USB, cổng đây là cổng front panel này, cổng audio và cổng USB. Vâng, USB 2.0. Sau khi mà mình hoàn thành việc lắp quạt thì tiếp theo đó chính là lắp main. Một điều mà anh em cần chú ý và không thể quên được đó chính là cái khe chặn main này. Nếu mà anh em không lắp bây giờ thì sẽ khó có cơ hội để lắp lại đó. Và nếu mà muốn lắp lại thì anh em phải bỏ tất cả mọi thứ ra khỏi cây mình. Sau khi chúng ta đã lắp được cái vỏ cây, cái main vào trong vỏ cây rồi, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục là tiết mục nguồn. Mình lựa chọn đây đó chính là chiếc Gigabyte P650B, một chiếc nguồn vào mức khoảng tầm dưới 2 triệu, 650W và có tiêu chuẩn là 80 plus, gọi là bronze, là đồng đây. Dưới mức 2 triệu chúng ta không thể đòi hỏi được là có một cái nguồn modular. Nhưng mà theo mình thấy thì đây là một chiếc nguồn cũng tương đối là chất lượng, tương đối là ổn định. Với bộ PC này thì chúng ta sẽ cần tổng cộng là 4 loại dây khác nhau. Thứ nhất là dây SATA 24 pin, dây nguồn 8 pin và dây PCIe 8 pin nữa. Ngoài ra thì để có thể chạy cái hub cho chiếc quạt này, chúng ta sẽ cần một dây Molex 4 pin. Hãy luồn những dây nguồn cần thiết của các bạn qua những lỗ mà các bạn ướng, ác chừng rằng sẽ là cắm vào trong main của bạn. Dây CPU sẽ nằm ở trên góc bên trên này chẳng hạn. Dây mainboard thì sẽ nằm ở phần khu vực ngang bên dưới này. Và dây PCIe thì sẽ đi qua cái khe này. Để lắp đặt thì trên mỗi cái cổng kết nối nguồn ở trên main thì sẽ có một cái gờ nhỏ nhỏ để anh em có thể gọi là ướm vào. Tại vì ở trên cái đầu kết nối từ nguồn ra cũng sẽ có những cái chặn như thế này. Và chúng ta sẽ cần phải để ngang hàng với nhau và gắn vào. Sau khi xử lý xong nguồn thì chúng ta sẽ đến với cạc màn hình. Dạ vâng, ở trên tay mình đó chính là chiếc cạc Gigabyte GeForce RTX 3060. Một trong những chiếc cạc rất là tốt cho những anh em nào chơi game, không chỉ là chơi game nhé, mà còn sử dụng những gọi là ứng dụng để làm việc. Ví dụ như Adobe này, xong rồi V-Ray, cái thứ kiểu Blender. Rồi. Dạ vâng, chiếc cạc thật đẹp làm sao. Làm sao có backplate này, có logo Eagle này, tại vì đây là phiên bản Eagle của Gigabyte. Để gắn cạc màn hình vào thì chúng ta sẽ cần đầu tiên đó chính là bỏ những khe chắn PCIe ra. Và như các bạn thấy ở đây thì mình đã bỏ sẵn rồi, tại vì chiếc main này, chiếc vỏ cây này có thể mở ốc ra và bỏ PCIe được chứ không phải là cần bẻ ra. Sau đó chúng ta sẽ mở cái bảo vệ này từ trong hộp ra, cất vào trong hộp này. Và tiếp theo là mở khóa thanh PCIe ở trên main. Bộ PC của chúng ta đến đây đã khoảng tầm 90% hoàn thành rồi đấy các bạn ạ. Tiếp theo đó chính là lắp nốt cái hub quạt của cái chiếc quạt này vào, ba chiếc quạt này vào và đi dây thôi nhỉ.
sau một hồi mà mình bấm lung tung ở các nút phím F thì mình đã vào trong BIOS rồi. Tất nhiên tại vì là RAM không chạy mặc định ở tốc độ 3000 cho nên mình phải bật XMP lên. Và để làm điều đó thì mình sẽ bấm vào Advanced đi để mình xem còn những cái chức năng gì khác không nhá. Đó, Extreme Memory Profile thì mình để sang là Profile 1, tức là DDR4 3000. Đó. Và xem nào, mình bật cả VT lên. Và đây là cái giả lập để anh em có thể chơi BlueStacks các kiểu một cách thoải mái. Hoặc là PUBG Mobile giả lập chẳng hạn. Ok, enable. Rồi. Bây giờ thì máy đã lên rồi, chúng ta hãy cùng test một vài tựa game nhé. Với bộ PC khủng như này thì bọn mình sẽ test tương đối là nhiều những tựa game nặng kia một chút. Với tựa game CSGO với độ phân giải là Full HD, khi mình setting low thì mình đạt được 288 FPS. Còn khi mà đặt lên 2 thì sẽ giảm xuống là 262 FPS. Còn với những anh em nào có màn hình 1440p thì khi mà setting 2 thì chỉ còn là 203 FPS. Với tựa game GTA 5 và nổi bật bây giờ đó chính là Roleplay, thì khi mà anh em set ở mức độ phân giải là Full HD Very High thì mình sẽ đạt được là 96 FPS. Còn QHD Very High thì sẽ giảm xuống 4 FPS, tức là 92 FPS. Và tựa game Apex Legends, một tựa game Battle Royale tương đối là nặng, khi mà đạt ở mức setting Very High, độ phân giải Full HD thì mình đạt được là 122 FPS. Còn khi mà tăng độ phân giải lên là 1440p thì chỉ còn 86 FPS mà thôi. Với tựa game Borderlands 3, một tựa game single player hoặc và co-op rất là hay, thì khi mà mình để ở mức độ phân giải 1440p Ultra thì mức FPS là dưới 60, ở đây đó chính là 46 FPS. Nhưng mà khi mà mình giảm setting xuống mức medium thì có thể đạt trên mức 60, đó chính là 66 FPS. Ở Shadow of the Tomb Raider thì Ultra Full HD là 89 FPS, khi mà tăng lên QHD thì giảm xuống còn 72 FPS. Và vâng, một tựa game rất là nổi tiếng trong thời gian vừa trước đó chính là tựa game Cyberpunk. Ở độ phân giải Full HD 2 thì sẽ là 64 FPS, còn QHD tức là 1440p 2 thì chỉ còn 44 FPS. Nhưng mà hay sao là Cyberpunk còn có setting DLSS của Nvidia nữa, và sau khi mình bật DLSS quality lên thì mức FPS lại tăng lên là 62 FPS. Dạ vâng, đây là một bộ PC cực kỳ tuyệt vời trong tầm giá khoảng tầm 30 triệu. Và đặc biệt là nó có cái chủ đề của Gigabyte, tức là Aorus đó. Cái bộ main ra ở đây, tuy rằng là CPU luôn chạy ở mức khoảng tầm 70 độ, 60 độ, nhưng mà VRM vẫn vứt rất là mượt mà, nhẹ nhàng ở mức độ nhiệt độ khoảng tầm 40 tới 50 mà thôi. Và chiếc card này, chiếc card màn hình ra ở đây là Gigabyte RTX 3060 Eagle. Tuy Eagle là không phải là phiên bản cao cấp nhất, nhưng mà nhiệt độ của chiếc card này không bao giờ, gần như là không bao giờ vượt qua 60 khi mà mình chơi những tựa game nặng mà thôi. Và cuối cùng đó chính là cái vỏ cây này, rất là chất lượng. Sau khi mà mình lắp bộ PC này xong, tất cả mọi người trong văn phòng lại bảo là uầy, vỏ cây đẹp như vậy. Với những tính năng rất hay như là USB 3.0 này, hoặc là USB Type-C, hoặc là HDMI cho anh em chơi VR, và những cái đèn RGB rất là đẹp ở trên vỏ cây này nữa. Nếu mà anh em cảm thấy hứng thú với những cái sản phẩm như này thì đường link sẽ nằm ở dưới mô tả. Còn nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng, xin cảm ơn các anh em đã xem video này và hẹn gặp các anh em tại một video sau.